xôm chùn rường màu lịa khao tực nồm xôm lùm on cái cựu rụp chùm rệp xua bà dù mật chặt thăm mây đang ở chìa tì cựu rụp rộp án chìa bần to từ tiện ní khi nhóm bát đang lược dọc rương rộp bò lục bù mình nè chai chùn nè tàng ngọc nịa bán sạp công sàn hà ơi rương nâng bật rư cơ giang ná á xa ráy tên lược ca dùl khơi nhờ rộp bò nè tàng ngọc nịa công ai khát bê lưu anh chương lúc nè tam đàn sạp chùm mùi khi nhóm đôi tỏ tờ xuất đấy nè đàn công phùng sạp tàng ngọc nịa thằng ngày nít khi nhóm trong chai ở rùm lệch nở rừng bật đầy khi nhóm bán chút ca bì bồn màn chân nằm môn nì. Khi nhóm cứ chỉ nẹ khát cầm phung chám, hỏi cả nắng ở bốc rộp bóc khi nhóm quạt miền chùm ngư thôn thông ngô, đâm râu ở dốc từ một tỷ bệt chìa bần toàn ở mây sân cổ, đè cả nắng khi nhóm chun quát từ bệt mùi nở ẹp phụng bình. Bọn tái, xong mình bình chân chùm một bệt đề, hỏi khi nhóm ní ái chỉ nẹ đẹp trời nơi cầm đó quạt. Cái bê cầm cổ bệt chùi sân cổ ruột. Ở bốc rộp bọc nhóm có trợ bàn kê bình chun tờ bình tục xâm ra. Hỏi nơi dục tì mùi nốt nhóm có bàn chuộc rương hạ chân lạch. Dục nốt nhóm xâm ra mình nghề lộ tê, đòi xa phái cân lạnh phóng, đòi xa bà rong bị bục phòng. Còn ta đòi xa họt nơi ở cầm làng bê, máu bà man chỉ đập bì rư có đập bì cân lạc. Khi nhóm có xâm ngom rồ hốt xâm ra lộ tê. Còn ta lộ bàn tay mùi xinh tu, khi nhóm có trợ nhẹ là ngục vinh, hỏi biến nóng cứ xoang chai tay mặt đòn. Đói khuyên bục cầm bông tay xâm rán, khi nhóm có đá chanh tư ẩn quy lê nơi kháng krai. Bế nâng cứ mau muối điệp lưu hài, hỏi nơi kháng krai cứ ngạc khăn mình tên, mình khơi miên mà nụ mà nẹ lại. Tạm bất tư việc miên ấy chùm lại nụ tế để ngạc mà nụ nì mong thơm án nâng. Khi nhóm ẩn quy lê bàn mùi xuân tu, cổ lê tư kháng chuyên đây, sạp tay khơi bó ra chùm nạc mà nẹ. Với bà hạ lợi bục ở bọc nhóm, sọ làng xó xâm rụ bình các bà. Tại quát mình mịt thông đó các bạn bố, mình miễn xí liệt bế ở vầy tế khởi xí liệt tay khao tức nô mùi bình nọ. Đói đầy mà kháng chụp xe rốm, đầy mà kháng tiết càng đạch xâm rạp chùa xe rốm, đầy chỉ đạch với miền cẳng. Quát thơ vơ cho là nà mùi mùi đôi mà nụ riêng đào anh chân. Đồng bông lại khi nhóm mình chạp ở rộng ở vầy nụ tế, tại cõi múc xa rạp tên được khởi chí ngọt. Bố mưu tớ sập hiệp rồi bỏ quát mình tùm nông đôi chỉ nẹ chung ngư xa lấy. Đó thân ác sẽ liệu khao tự ngô bạp ni tờ hai, bà có chết môn thông ngô của xong. Hai rực tay chân ngôl, cứ chân ngôl đã quát chân một bì bà lọt ná. Hai chân một đang bị bề nà, bà sập hiệp rồi bỏ quát đào dựt một lần. Bố ấy muốn nâng khi nhóm mình bán khơi miền hồn à lời. Tại thời khi chờ khóa rồi bố lịch rãn, khi nhóm có bài mục chân mưu tớ sập hiệp nịa bề rệt trầy. Mùi xin tù tiết, khi nhóm có nghĩa tờ mưu tờ ông mình nhẹ nô một đoàn tiết. Có khuyến thác quát tớp đẹp là tí bàn bỏ hào chế bí mai bí gần lành chạc bần nọ. Mình toàn nâng nghiệp mục chanh bí ông bỏ mình nhẹ nụ phóng. Quát sắp tay chụp đá hói nữ xuyên mùi gần lành. Khi nhóm chạp bà đàm chung ngọt, ưu hói có vấn to xâm lần mưu quát. Cả anh lô miền bà nhà hà ấy, khi nhóm nâng sâu tờ chuối toàn bề về lìa. Còn bông tay mớ, sắp tay lưu xâm lên ở bộ cổ đọc nhóm có ọ dàng khá lắng. Nâng có ọ chụp khả nìa trở đặt tiệt phong. Đó lên chấn, khi nhóm có bà nhập đá từ bằng hạp thuyền mơ. Bà sân bà quạt nhẹ, khi nhóm nâng châu từng mơ. Tại bế lúc khi nhóm khơi bốc quạt cổ đoàn tay có ọ bằng nọ, quạt mình bà nhẹ nụ tề. Anh chấn khi nhóm có từ ẩn quý gần lại chạc. Rùi cơ nghĩa mơ từ ông bà rô mà nhẹ nụ huynh. Tại ở vầy đài chùm lại, cứ ôm nâng quạt sắp tại mặt xôn chân liếm tay mặt đòn. Khi nhóm chạp làm bà rưu xâm phôl, rùi cơ bà nhập châu từ khả nông bình tục huynh. Bà rùi chạp bà hơi thạc luôn anh bà có chế trời khám hội lồn. Sập hiệp rồi bà quạt giảng nâng, mình ách đa lươn kịch bì phần này khả nhóm bàn lời. Mình mà nụ mùi chùm nuôn bà hơi chế đôi khả nhóm, cứ khách bàn tại khách tê, tại ở mùa chồng đang rưỡng kê nà. Cứ nơi dục bình tốt nụ mong bà màn chế bì gần là. Khả nhóm có nhẹ đời xa chữ bọt chương tội. Cả bị bọt chương tội ở rùi, khi nhóm có xác mưu từ cần lại đại chụp rương chùm lại cao bị dục đầm bồn. Mình nè sạp chưa tế, vì nâng khi nhóm sạp tại bàn khơi ông bà mẹ nụ tiệt, hai quạt cầm phúng tại đa mùi mùi đốt dục mà xa lên chân. Vì nâng quạt có bàn bài mục một dịt dịt, hạt đối chị đăng thạc nhóm cầm phúng tại mưu quạt. Phải liếm nốt khi nhóm bứ xâm bồ lạng mềm tên, rùi có sốt chôl bình tục vinh, bước miễn phiệp khá hàn cực quán trăm đòi quạt nghệ mục một ọ lời. Nơi dục bần tọp tiết, khi nhóm mình bàn tranh từ mưa nơi biểu dục trời bình chẳng tê, hỏi bị bàn bật lục có đối chí mình bàn khơi nhà vậy ai.
Nhi cư chị bọt bì sao đọc rửa rụt mùi đại khá nhóm sư tay mình chưa phân nệch luôn anh. Tại dân ná, vía có bàn cắt láng châm buộc luôn khá nhóm rồi chờ hai.